Cô Hoa nè, rất nhiều bạn học viên dạo gần đây có trăn trở với cô Hoa rằng là cô ơi sao em mà học phát âm tiếng Anh mãi mà không chuẩn được hả cô? Cô có cách nào giúp em được không? Vậy các em ơi yên tâm nhá, anh Ngưng Miss Hoa vừa mới chiêu mộ một nhân tài vô cùng xuất chúng liên quan đến phát âm tiếng Anh. Thử chào đón xem ngôi sao đấy là ai nhá. Ngân Hà ơi, em giới thiệu một chút về bản thân em cho mọi người biết đi nè. Chắc là dạo gần đây các bạn cũng đã được nhìn thấy Miss Ngân Hà xuất hiện ở trên các kênh phương tiện đại chúng của Miss Hoa rất nhiều rồi. Và cô thì là đại diện truyền thông của bộ phận giao tiếp tại anh Miss Hoa. Đó. Và cũng thay mặt Miss Hoa thì cũng đã nghe được rất trăn trở của rất nhiều bạn về việc là tại sao mình phát âm không chuẩn, hoặc là mình đã học từ này rất tốt rồi mà tại sao đến giờ phút này mình nghe rất nhiều mà mình vẫn không nói được. Vậy thì vì cái lý do đó thì Miss Hoa và Miss Ngân Hà đã xây dựng nên một chương trình livestream cho tháng này của chúng ta. Tháng livestream thì chúng ta sẽ có tên là Hà ơi, lấy gốc phát âm. Vậy các em ơi, trong tháng 4 này thì anh Miss Hoa sẽ tổ chức chương trình lấy gốc phát âm và sẽ phát sóng hàng tuần cho tất cả các em. Và Hà ơi, lịch cụ thể là như nào Hà nhỉ? Lịch cụ thể của chương trình livestream này thì sẽ là 2 lần một tuần vào 8:30 tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần các bạn nhé. Vậy các em ơi, hãy nhớ đón xem chuỗi lấy gốc phát âm cùng anh ngữ Miss Hoa các em nhé. Cô ấy hy vọng rằng chương trình lấy gốc phát âm cùng Miss Ngân Hà và Miss Hoa của anh ngữ Miss Hoa sẽ giúp cho tất cả các em có thể tự tin phát âm thật là chuẩn mực và đặc biệt là xuất chúng như cô Ngân Hà vậy. Yay! Ok, cảm ơn tất cả các em nhé. See ya. See ya, goodbye.